Nhiều đồ chơi quá. Nào giờ cho ra đây. Xe chở ba con chưa? Ô, xe chở. Nào giới thiệu nữa đi nào. Đi đâu? Ơ, xe chở rác à? Nào Hưng kéo cái sọt kia ra đây để xếp đi hàng. Coi. Nặng thế. Nào cô nền, cô nền. Đây là xe gì ấy? Có phải là xe cầu không? Xe bốn ấy. Mẹ nhầm. Đi đi. Yeah, xin chào. Chào xe chở rác, chào xe bồn. Đi đi. Nào giới thiệu các bạn nữa đi. Xe bồn. Xe bồn để làm gì nhỉ? Để có chỗ đá không xe cho trường à. Ừ? Để có đổ xi măng nữa, để có đổ, đổ sỏi. À, cát sỏi xi măng. Cát sỏi xi măng. Để xây công trường à? Vâng. Xây nhà nữa đúng không? Thế xe chở rác để làm gì? Xe chở rác để chở rác. Để chở rác à? Vâng. Cảm ơn xe chở rác nhé. Để có chở rác ấy, để còn họ nuôi em ở chở rác bẩn. Thì à, thế Hưng sao Hưng lại yêu xe chở rác thế? Xe chở rác đáng yêu. Thì đáng yêu à? À, xe chở rác đáng yêu. À, xe đi nha. Ừ. Thế à, đấy là cái gì đó? À, cái gì nhở? Lửa. À, bình nhiên liệu đấy. Cháy rồi. Các bạn kia vẫn ngủ kìa. Nào xe gì đây? Giới thiệu đi. Nào giới thiệu xe đấy đi. Mẹ về đi nha. Ô, xe gì đây? Xe gì xuất hiện thêm đây? Xe gì đấy nhở? Xe gì đang đổ cát vào đây? Vào xe gì đấy? Xe ben. À, xe ben. Mình đang cháy, để bảo thay ngay. Đang đổ để cho bạn chở đi à? Mình đang đổ xong rồi. Lửa. Để bảo có ai cứu được không? Có ai cứu được không? Lửa đã xa rồi. Sợ quá. Chứ ở đây đến ở trong này. Xe cảnh sát đến rồi. Ai cứu xe rác mới? Xe rác bị đổ rồi. Mẹ ơi. Lại xúc ta đến. Chúng ta làm gì bây giờ? Đấy, cậu ta đến. Kìa kìa. Đấy. Trong này à? Con tìm xem. Cho lùi ra kia chứ không thì không quay được. Người ta đến. Người ta cứu hộ. Cứu hộ ta đến. Dạ. Cảm ơn cứu hộ đã đến. Hẹn sát đến rồi. Nào trên đường đi nào. Vâng. Xe cứu lửa đây không? Ừ. Xe cứu lửa không?
cảm ơn. Cảm ơn anh xe cậu. Chú em. Rửa đây ạ. Rửa chén ra đi. Rửa chén ra đi. Chén ra đi. Được thì cứu người thôi. Mẹ dắt nó vào. Người lên, người lên. Cho người lên để đi cứu. Mẹ cứu mặt lên được. Xe bồn ngã rồi. Mẹ bảo người nam ra đi. Người nam ra. Mẹ cứu bạn ta đi ra được. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn mấy cậu. Nào.